Thưa tất cả các bạn, nhân sự kiện gần đây về ông Thích Trân Quang, tôi thấy cần phải nói rõ để các bạn hiểu đúng sự việc, sự thật của vấn đề. Gần đây, tôi có được biết một số thông tin trên các cái mạng xã hội xung quanh cái sự kiện về ông Thích Trân Quang. Thì tôi thấy cần phải nói rõ để mọi bạn đọc và những người theo dõi trên mạng đấy biết được thông tin một cách đầy đủ, chính xác và chân thực, khách quan hơn. Trước hết, tôi muốn nói với các bạn cái điều là cách đây cũng đã 3-4 năm rồi. Khi ấy, chúng ta còn ở trong cái thời kỳ mà chưa khắc phục cái dịch Covid ấy. Ông Thích Trân Quang là trụ trì cái thiền tôn Phật Quang ở núi Dinh, Bà Rịa, Vũng Tàu, có mời tôi vào nói chuyện với đông đảo Phật tử trong đó nhân lễ Phật Đản. Mà cũng thời gian 3-4 năm rồi, tôi cũng không thể nhớ rõ hết được, nhưng mà có cái sự kiện như vậy. Đấy là khởi đầu của việc ông Thích Trân Quang biết tôi và tôi đã tiếp xúc với mọi người ở trong cái chùa thiền tôn Phật Quang đó. Tôi nhắc lại là trong bối cảnh dịp Phật Đản, để nghe nói chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Sau đó, ông Thích Trân Quang đã bảo vệ luận án tiến sĩ luật học tại trường Đại học Luật Hà Nội, là cơ sở đào tạo của ông. Đối với Đại học Luật Hà Nội là nơi tôi cộng tác khoa học từ đã lâu, và nhà trường có mời tôi đến dự cái buổi bảo vệ luận án này với tư cách là khách mời. Tôi không phải là tập thể, là người trong tập thể hướng dẫn luận án của ông Thích Trân Quang, càng không phải thành viên trong hội đồng chấm luận án. Đến dự với tư cách khách mời thì tôi nghe các ý kiến phát biểu của hội đồng, của tập thể các nhà khoa học hướng dẫn ông Thích Trân Quang về bản luận án này, thì tôi cũng có lời khen ngợi và cổ vũ. Đây cũng là một chuyện tôi cho là rất bình thường, bởi vì với một con người ham học, hiếu học mà lại vượt qua được nhiều khó khăn, bận rộn về thời gian, vừa là một nhà tu hành lại vừa tiếp tục nghiên cứu về mặt khoa học mà đã đạt được thành công như vậy, như hội đồng đánh giá, thì một lời khen tôi nghĩ rằng là cần thiết và cũng là chuyện rất bình thường. Tôi khen ông Thích Trân Quang về ý chí học tập, về nghị lực phấn đấu để đạt được cái thành công như hôm nay ông bảo vệ luận án mà đông đảo mọi người dự đều biết. Và như các bạn đều biết, đến dự một buổi luận án, đúng một buổi bảo vệ luận án, thì việc một mấy lời khen ngợi cổ vũ tác giả luận án là một chuyện rất là bình thường, có cái vấn đề gì đâu. Và tôi chỉ nói rõ một cái nhận xét là giọng nói, diễn đạt và hình ảnh, diện mạo về tinh thần của ông Quang đấy, còn con người cũng có vẻ phúc hậu. Tôi khen là khen cái đó thôi. Và gần đây tôi thấy có một sự xuyên tạc rất là có dụng ý, là lại nói rằng tôi đã so sánh ông Thích Trân Quang với Bác Hồ, là một điều hoàn toàn không đúng sự thật và không bao giờ có chuyện như vậy. Tôi khen hình ảnh của ông, hình hài của ông, giọng nói của ông, chứ không bao giờ đem so sánh với tư tưởng đạo đức của vĩ nhân, sự nghiệp của Bác Hồ của chúng ta. Tôi kiên quyết bày tỏ sự phẫn nộ và phản đối về cái việc xuyên tạc này. Còn một cái tổ chức nghiên cứu khoa học là cái Viện Nghiên cứu Kinh tế Pháp luật Quản lý, mà được lập ra cũng từ nhiều năm nay, do tiến sĩ Phùng Thảo là viện trưởng, ông là bạn học của tôi và cộng tác với nhau từ lâu. Ông có lời mời tôi giúp ông về mặt khoa học với tư cách là chủ tịch hội đồng khoa học của viện. Thì các bạn đều biết, một cái viện ngoài nhà nước lập ra đấy, hoạt động trong hoàn cảnh rất khó khăn, không có trụ sở, không có nhân lực, không có điều kiện về tài chính, hoạt động được là do tự nguyện và vượt mọi khó khăn mà thôi. Thế thì tôi nhận lời mời của ông tiến sĩ Phùng Thảo để đảm nhận cái chức vụ chủ tịch hội đồng khoa học của viện đó. Mà ông viện trưởng là có quyết định của Trung ương Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, lúc bây giờ là giáo sư Đặng Vũ Minh.
Và ông Phùng Thảo cũng đã có đơn gần đây xin thôi chức viện trưởng vì tuổi cũng đã cao và không có điều kiện hoạt động. Tôi cũng đã nhiều lần nói với ông Phùng Thảo về cái việc tôi cũng thôi không làm chủ tịch hội đồng khoa học nữa. Sự việc là như vậy, và cái việc mà hội đồng khoa học là thuộc thẩm quyền lập ra của viện trưởng, nó chỉ là một tổ chức tư vấn khoa học, không phải một tổ chức chính quyền. Đấy, cho nên đấy, cái việc mà tung tin rằng về mặt tư cách đạo đức phẩm chất của tôi làm cho tôi bị mất cái chức chủ tịch hội đồng khoa học là một sự hoàn toàn xuyên tạc, không có thật. Và điều này tiến sĩ Phùng Thảo sẽ là người có tiếng nói rõ ràng sáng tỏ để cho bạn đọc hiểu đúng khách quan tinh thần đó, để chống lại những sự lừa mị, xuyên tạc, giả dối hiện nay đang có thể làm nhầm lẫn trong sự đánh giá của dư luận xã hội. Cái hình ảnh của ông Thích Chân Quang hôm bảo vệ, giọng nói thuyết trình lưu loát của ông đấy, thì tôi cũng có một lời khen. Đấy là khen về hình hài, hình dáng, giọng nói của ông. Bây giờ người ta lại xuyên tạc tôi là so sánh ông Thích Chân Quang với Bác Hồ, thì là một điều hoàn toàn xuyên tạc và không thể chấp nhận được. Những sự kiện trước đây khi ông Quang còn nghiên cứu làm luận án, chưa có những sự kiện xảy ra như ông Quang bây giờ. Và bây giờ thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có kỷ luật với ông rồi, các bạn đều đã biết. Không thể đem một cái nhận xét ở một thời điểm lịch sử khác áp vào một thời điểm lịch sử hiện nay với những sự kiện hiện nay. Tôi nghĩ rằng là như thế là một sự cắt xén có du ký. Đây là cắt xén về sự kiện, cắt xén về hoàn cảnh, thời gian để đưa ra những bình luận có du ký, chứ không phải sắc kén, cắt xén những cái lời phát biểu của tôi. Đấy. Và bây giờ từ những sự kiện như hiện nay, tôi cũng tự thấy rằng mình cũng cần phải rút kinh nghiệm về những cái phát biểu lúc bây giờ có thể là hoàn toàn đúng, nhưng cũng có phần chủ quan và thiếu thận trọng, có phần sơ suất khi xem xét đánh giá một con người, vì không ai biết hết được cái quá trình hoạt động sau này của họ. Sau khi ông Thích Chân Quang bảo vệ đoán án xong, thì ông có một tổ chức buổi gặp mặt để tri ân các thầy giáo cô giáo của trường Đại học Luật, và trường cũng có mời tôi đến dự cái buổi lễ tri ân này. Và trong cái buổi lễ tri ân ấy, tôi cũng có phát biểu động viên, khen ngợi ông để cổ vũ ông tiếp tục phải học tập. Vì tôi thấy đây là một tấm gương mà chúng ta đang rất chú trọng vấn đề hiếu học, xây dựng xã hội học tập của chúng ta, thì đây là một hiện tượng tôi cho là bình thường. Còn những sự việc xảy ra như sau này thì ông Quang đã chịu trách nhiệm trước cái tổ chức Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam rồi, như bạn đều rõ. Nhân cái sự kiện này, tôi cũng tự thấy cũng cần phải có một chút kinh nghiệm cho bản thân mình. Phát biểu của tôi khen ngợi ông Thích Chân Quang là chỉ khen ngợi ông về học hành, khen ngợi ông về cái cách trình bày lưu loát, rõ ràng trong cái buổi bảo vệ đó, chứ hoàn toàn không bao giờ lại đem so sánh ông Thích Chân Quang với hình ảnh Bác Hồ của chúng ta như những sự xuyên tạc hiện nay mà mọi người đã cung cấp cho tôi biết. Thì tôi thấy rằng là đây phải làm rõ cái sự việc này để không có sự lẫn lộn, không có sự lầm lẫn lộn giữa hiện tượng với bản chất. Đặc biệt nữa, bản thân tôi cũng nhận thấy việc nhận xét, đánh giá, khen ngợi một con người, một sự việc nào đó đấy, thì cũng cần phải có một cái thận trọng hơn để tránh cái sơ suất và chủ quan trong hoàn cảnh lúc bây giờ.